Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình về được một số lưỡi cươi và một số đồ lụng dụng nha mấy anh. Lên cho tất cả mọi người cùng xem nha. Số 1. Hai ổ điện nha mấy anh. Hai ổ điện. Ổ này 4 phít cấp nè, còn ổ này hai cái nha. Hai ổ. Cái này ổ điện này có nó có xay nha mấy anh. Xay nha. Mình xay qua cái là nó cứng nha mấy anh. Nó cứng nó không bị sứt nha mấy anh. Xay qua nó có độ gài nha. Mình làm trên cao hay là mình làm hay mình ghim ghim chết đó, thì mình xay qua cái là rồi là nó không có bị xúc hay lỏng chỏng vậy đó, mình gài qua cái là nó không bị xúc. Một ổ hai ổ cắm, còn một ổ thì bốn ổ nha mấy anh, bốn chỗ cắm. Đưa cái anh thấy không? Giấy hết giấy à? Đưa cuộn giấy. Mã số 1. Mã số 1 80.000 nha mấy anh. Hai ổ. Hai ổ 80. Mã số 2 nha mấy anh. Mã số 2 này là cũng là một cặp ổ cắm nha. Một cặp ổ cắm. Này có 5 gram hết vô nha mấy anh. Này để vô tường hết vô. Cái này dán tường thì hết, còn ủa cái này 500 mà quên nữa, ấy tường không được. Để vô sắt mới hết nha mấy anh. Này lộn nữa. Anh em hạn sắt cái đầu rồi hết cái đó. Đây này nó cũng mình cũng ghim vô vậy rồi mình bạc qua là nó chắc nha mấy anh. Bạc lại thì mới rút ra được nha. Cái này nó có ổ cắm là chốt gài nha mấy anh. Mình bạc qua là nó cứng. Là nó không có sốt luôn nha mấy anh. Một cặp ổ cắm số 2, mã số 2. 100.000 nha mấy anh. Ổ cắm này rất là tiện nha mấy anh. Mình gài được, mình làm ở trên cao hoặc là mình làm cái gì mà nó không có xúc á. Ổ cắm Việt Nam mình nó cắm xúc tới xúc lui. Bực mình. Mã số 2 100.000 nha mấy anh. Mã số 3 là lưỡi cưa nha mấy anh. Lưỡi cưa gỗ, cưa ống nước nha mấy anh. Lưỡi cưa nha. Lưỡi cưa ra băng luôn nha mấy anh, ra băng. Này lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa gỗ mà gắn vô cái sườn á, gắn vô cái sườn là cưa ngon lắm. Mã số 3.
Mã số 3 80 nha mấy anh. Mã số 3 80. Mã số 4 là con dao nè mấy anh. Dao cưa gỗ. Cái cưa gỗ á. Cưa gỗ tay cầm. Răng thép còn đầy đặn nha mấy anh. Cưa ngon lắm. Khi mà mình bật xuống là mình bóp cái nút này nha. Có nút bấm vô nha. Khép lại. Sướng không? Cái này đi cưa gỗ là cầm dây. Tao tưởng đâu mình cầm dao. Trời ơi, cầm dao mà đi cưa gỗ. Mà ra một cái là còn cưa đàng hoàng nha. Mã số 4. Mã số 4 150.000 nha mấy anh. 150.000. Mã số 5 là một cây sườn cưa. Sườn với lưỡi cưa luôn nha mấy anh. Lưỡi cắt sắt nha mấy anh. Cắt sắt nha. Cắt sắt. Sườn cắt sắt nha mấy anh. Cái sườn này chắc chắn dữ lắm nha mấy anh. Cứng ngắt luôn á. Sườn này bằng inox nha. Sườn này là cưa là hết sảy. Hết sảy con bà bảy luôn nha. Sườn cưa cắt sắt. Số 5. Mã số 5 150.000 nha mấy anh. 150.000. Số 6 là kéo cắt kẽm cắt cành nha mấy anh. Nó có ốc đây nè. Nó có ốc. Có ốc có lưỡi dài. Này mình khép lại cái mình bật cái này qua. Là nó không có ấy lên nha. Này gài nó lại như vậy là nó không có hở ra. Còn mình banh ra như vậy thì nó hở bự vậy nha mấy anh. Đây, mình gài lại như vậy là nó vô cái khớp. Vậy là nó không có ấy nha mấy anh. Không có bị mẻ kéo nha. Cắt cành cắt kẽn. Cắt kẽn ăn Tết mấy anh ơi. Chuẩn bị Tết rồi. Mã số 6. Mã số 6. 250.000 nha mấy anh. 250.000. Mã số 6 250.000 nha mấy anh. Mã số 7. Mã số 7 3,5 m dây nha mấy anh. 3,5 m dây. Dây 12A nha mấy anh. 3,5 m dây 12A 70.000. 70.000. 3,5 m dây 12A 70.000. Mã số 7 70.000. Mã số 8.
Quy, anh Hiếu quấn cái cuộn dây đó. Mã số 8 là 4,5 mét dây. Quấn hả? Chạy luôn. Mã số 8, 4,5 mét dây. Dây này dây Hitachi nha mấy anh. Dây Hitachi. Dây Hitachi. Thấy đường mấy anh. 4,5 mét. 4,5 mét dây Hitachi. 90.000 nha mấy anh, 90.000. 90.000, 4,5 mét. Mã số 9. 4,5 mét dây nha mấy anh, Hitachi luôn. Dây ba ruột nha. Dây Hitachi nha mấy anh. 9m 4,5 mét. Mã số 9 4,5 mét 90.000 nha mấy anh. 90.000. Mã số 10. 5m dây. 12 quanh nha mấy anh, 12A. 12A, dây ba ruột nha. Mã số 10 5m 100.000 nha mấy anh, dây 12A nha. 5m 100.000. Mười một 5m dây 7A nha mấy anh. 5m dây 7A. Dây 7A là dây 2 ruột nha mấy anh. 7A, dây 12 ruột. 70.000 nha mấy anh. 70.000. Đây 10m dây 7A. Chưa có quấn lại. 10m dây 7A nha mấy anh. 7A chứ mà ruột nó cũng to nha mấy anh. 10m dây 7A. Mã số 12, 10m dây 7A nha mấy anh. Dây 2 ruột. 10m. $150.000 nha mấy anh. Mã số 12. 10m dây 7A, $150.000 nha mấy anh. Dây xấu quá rồi. 10m 12, mã 12, 10m $150.000. Dán đại đi lát hồi cuốn lại. 10m 150.000 nha mấy anh. Mười ba là cưa cắt gỗ nha mấy anh. Cưa cắt gỗ lưỡi 125, cốt 20 nha mấy anh. Đẹp không? Xuất sắc. Đẹp nha mấy anh. Răng thép còn đầy đặn nha. Lưỡi 125, cốt 20. Mười ba mấy không? 13. 60.000 nha. 60.000. Lưỡi này đẹp nha. 13, 60.000. Mười bốn. Lưỡi cắt gỗ nha mấy anh. Lưỡi cắt gỗ.
Bữa cắt cổ này không biết làm sao mà bốn răng nhuyễn, một răng lớn nha mấy anh. Này không biết nó mọc răng sao không hiểu luôn. Bốn răng nhuyễn, một răng lớn nha. Makita nha mấy anh. Lưỡi 125, cốt 20 nha. Mấy anh có sử dụng hoài thì mấy anh biết, còn này em không biết, em không rành lắm nha. Thì thấy sao nói vậy thôi. Lưỡi 150, 120, 25 chứ. Lưỡi 125, cốt 20. Lưỡi này thấy lực quá. Lưỡi Makita nha mấy anh. Lưỡi Makita. Không biết là lưỡi gì luôn. 14. 50.000. 14 50.000 nha mấy anh, 50. Đây, lưỡi Makita. Lưỡi Makita 125, cốt 20 nha mấy anh. Lưỡi này không biết cắt cái gì luôn nha mấy anh, nhìn đẹp quá trời. Nhìn sắc sảo lắm anh mà không biết cắt cái gì nha. Makita nè, màu cái màu này nó đẹp ghê không? Màu chì nè. Không biết cắt gì. Lâu lâu mới thấy lưỡi em cũng không biết cắt gì nha mấy anh. Lưỡi 125 có 20 không biết cắt gì nha. Mấy anh có xài lưỡi thì mấy anh biết nha, còn em không biết, em không rành lắm nha. 15. 15 50.000 nha mấy anh. Từ hôm bán tới nay mới thấy cái lưỡi lạ lạ mà nó đẹp nữa nha mấy anh. Đẹp nha. Đẹp ghê không? Makita. 15 50.000. 16. 125 nha mấy anh, cốt 20 nha. Cũng là lưỡi cắt gỗ nha mấy anh. Răng thép đầy đặn nha. Thép rất tươi nha mấy anh. Sáu. 50.000 nha mấy anh. 16, 50.000. 17. 17 cũng là lưỡi cắt gỗ nha. Lưỡi cắt gỗ 125, cốt 20 nha mấy anh. Lưỡi 125, cốt 20. Lưỡi 125, cốt 20 nha mấy anh. Thì Dương xuống lấy làm sao, lấy cái bọc đưa gì ba, cái bọc mà áo dài gì sáu đưa. 17. 9,5. 9,5 hả? Ừ. Mã 17 50.000 nha mấy anh. 50.000. 50.000. Xuống chị Tư chơi không? Chơi. 18 là lưỡi Makita nha mấy anh. Không bằng nhà rồi đó. Mới điện từ anh ba đi rồi hay gì. Lưỡi Makita nha mấy anh. Makita 165, cốt 20 nha. Răng thép đầy đặn nha mấy anh.
Này Makita nha. Có không thì vô. Makita. Lưỡi 165 cốt 20 nha mấy anh. Lưỡi này đẹp nha. Lưỡi này đẹp nha mấy anh. 18. 18 80 ngàn. Răng thép đầy đặn nha. 18 80 ngàn. Lưỡi Hitachi. Lưỡi đẹp mà có cắn ở này miếng nha mấy anh. Lưỡi mấy. Lưỡi đẹp ghê không? Lưỡi Hitachi. Lưỡi chưa xài luôn nha mấy anh. Mà nó có cắn một. Nó có cắn một miếng à. Đây, có miếng này nha mấy anh. Nó cũng không có gì hết nha. Hitachi 165 cốt 20. Mã 19. 80 ngàn nha mấy anh. Lưỡi này quá sắc nhưng mà nó có lỗi có miếng này nha mấy anh. Nhìn bên đây là nhìn tiệm không ra luôn nha mấy anh, không thấy nha. Mã 19 80 ngàn nha mấy anh. 20 cũng là lưỡi 165 cốt 20 Makita nha mấy anh. Makita. Răng thép còn đầy đặn nha mấy anh. Lưỡi quá ok. Lưỡi đẹp nha. Thương hiệu Makita. Quá đẹp. Hai mươi 80 ngàn nha mấy anh. 80 ngàn. 20 80 ngàn. Hai mươi mốt. Lưỡi cắt gỗ 165 cốt 20 nha mấy anh. Răng thép đầy đặn nha mấy anh. Hai mươi mốt 80 ngàn. Mã 21 80 ngàn nha mấy anh. 80 ngàn. Hai mươi hai là lưỡi Makita. Lưỡi này quá chất luôn mấy anh. Quá đẹp luôn. Răng thép còn đầy đặn là trắng tươi luôn. Lưỡi này quá đẹp. Ai mà sở hữu được chiếc lưỡi này là quá ok luôn mấy anh. Lưỡi này đẹp lắm. Nặng vừa đẹp nữa.
Makita lửa 165 cốt 20 nha mấy anh. Makita lửa 165 cốt 20. Lưỡi này 100.000 nha mấy anh. Lưỡi này quá vip. Tham 2 100.000. Lưỡi này chưa xài luôn á, dạng chưa xài nha. Lưỡi chồng lưỡi thôi. Makita luôn mấy anh. Makita 4 răng nhuyễn, 1 răng to nha mấy anh. Lưỡi Makita luôn á. Mấy anh nhìn không biết cưa cái gì nha mấy anh. 4 răng nhuyễn, 1 răng to, 4 răng nhuyễn, răng to nha, đều răng nha. Bốn răng, ba răng, bốn răng, ba răng. Makita nha mấy anh. Lấy lưỡi 165 cốt 20 nha. Hai mươi ba 80.000 nha mấy anh. 80.000. Makita 80.000. Đây lưỡi làm lưỡi này chắc lưỡi 160. Lưỡi 160 nha mấy anh. Lưỡi 160 cốt 20. Lưỡi 160 cốt 20 nha mấy anh. Răng thép đầy đặn nha. Lưỡi 160 cốt 20 nha mấy anh. Mã 24. 80 nha mấy anh. 24 80. Hai mươi lăm cũng là lưỡi 165 nha mấy anh. Lưỡi này quá ngon, lưỡi này chưa xài luôn nha mấy anh. Lưỡi 165 cốt 20 nha mấy anh. Lưỡi này chưa xài luôn nha mấy anh. Lưỡi này răng thép còn đầy đặn nha. Lưỡi 165 cốt 20. Răng thép đầy đặn nha mấy anh. Hai mươi lăm 80.000 nha mấy anh. 80.000. Hai mươi sáu 180 nha mấy anh. Lưỡi 180 cốt 20 nha. Lưỡi này chưa xài nha mấy anh. Lưỡi 180 cốt 20 nha mấy anh.
Bữa này chưa xài luôn. 26. Gửi 26 100 ngàn nha mấy anh, 100 ngàn. Gửi 27. Gửi cắt gỗ hộp kim nha mấy anh. Gửi 190 cốt 20 nha mấy anh. Gửi 180 cốt 20. 190 cốt 20 nha mấy anh. Hai mươi bảy 100 ngàn nha mấy anh. 27 100 ngàn. Cũng lưu cắt gỗ lăng thưa nha mấy anh. Gửi 108 nha mấy anh. Gửi 180 nha, cốt 25 nha mấy anh. Gửi 180 cốt 25 nha. Cốt 25. Răng thép còn đầy đặn nha mấy anh. Gửi 180 cốt 20 răng thưa nha mấy anh. 28. 28 100 ngàn nha. Hai mươi chín là cắt sắt hợp kim nha mấy anh, cắt sắt hợp kim. Gửi 180 nha mấy anh, cốt 20 nha mấy anh. Cái này cắt sắt hợp kim có lỗi là một răng này nè, nó bị mẻ miếng nha mấy anh. Đây đó, có một răng nha. Bị sự cố nha mấy anh. Lưỡi 180 cốt 20. Răng thép đầy đặn nha. Chỉ có lỗi là một mẻ một răng nha. Một răng này thôi nha mấy anh. Một răng một hả. Đây. Có sao nó vậy người ơi. Mình chân chắc người người miền Tây chân chắc thật thà nha mấy anh. Không biết nó dốc nha mấy anh. Nó dốc là hơi ngại ngại. Này mẻ một răng. Lưỡi hợp kim 180 cốt 20 nha mấy anh, 29. 29 200 ngàn nha mấy anh. Mẻ thì bán theo mẻ nha mấy anh. 29 200 ngàn nha mấy anh. Thép còn rất là đầy đặn nha mấy anh, chứ không phải mà giỏi đâu nha, chỉ lỗi có một răng một thôi. Mã 29 200. Đây một lưỡi viết luôn nha mấy anh. Viết luôn. Cắt sắt hợp kim Sinawa luôn nha mấy anh. Sinawa nha. Hợp kim Sinawa. Ánh đèn sáng quá không thấy. Sinawa nha mấy anh. Lưỡi 180 nha. Cốt 20. Với hộp kim quá sắc luôn nha mấy anh.
Lưới hộp kem này là ok. Mươi lưới hộp kem cắt sắt Sinawa nha mấy anh, 30 350.000 nha mấy anh, 350.000 lưới là quá xuất sắc. 30 350.000 nha mấy anh. Rồi hôm nay clip mình có nhiêu đó nha mấy anh, mấy anh đừng ý món hàng nào thì alo mình nha. Số điện thoại mình là 0916707444, pin điện gia dụng và pin điện tăng ngang nha. Hôm nay là mùa, hôm nay là Giáng sinh nha mấy anh. Chúc các anh chị em khắp cả nước đều đến một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nha, tràn đầy hạnh phúc nha mấy anh. Rồi em xin chào, hẹn clip sau nha.